Thưa quý vị, tối qua thì câu lạc bộ Sài Gòn Heat cũng đã tiếp tục cuộc hành trình của mình tại giải bóng rổ vô địch Đông Nam Á. Lần này đối thủ của họ là đội bóng xếp ngay phía trên bảng xếp hạng, đó là Malaysia Dragon. Trong trận đấu này thì hai cầu thủ gốc Việt của Sài Gòn Heat, đó là Tuấn Tú và Việt Anon, đã có một phong độ rất xuất sắc. Tuy nhiên, sự kém may mắn ở trong trận đấu thứ tư đã khiến cho Sài Gòn Heat không thể có được kết quả như ý trong trận đấu trên sân khách. Các cầu thủ Sài Gòn Heat đã khởi đầu không thực sự tốt khi mất bóng tới 9 lần trong hiệp 1 và để đối phương dẫn trước với tỷ số 22-11. Tuy nhiên, những cú ném 3 điểm đúng lúc của Moses Morgan cùng 15 điểm từ bộ đôi Lenny Daniel và Việt Agno đã giúp Sài Gòn Heat thu hẹp khoảng cách với tỷ số 34-41 sau khi kết thúc nửa thời gian thi đấu. Đáng tiếc ở trong hiệp đấu cuối cùng, Moses Morgan và Việt Agno đều lần lượt phải rời sân vì phạm đủ 5 lỗi cá nhân, khiến cho câu lạc bộ Sài Gòn Heat không thể lượn ngược dòng và phải chấp nhận thất bại chung cuộc là 76-86 đầy tiếc nuối.